cướp giật, chấn lột trên những cung cung đường, cung núi cao như thế này. Xin chào các bạn. Trong cái chuyến đi 1000 cây số với chiếc xe VinFast Vadio lần này thì tôi cũng xin chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm đi đèo nhiều năm của mình với các bạn. Khi mà chúng ta cầm lái xe ô tô, đặc biệt là với những ai mà chưa từng đi đến cái địa danh mà có nhiều cái núi cao hiểm trở và những cái cung đường có nhiều khúc cua tay áo, đặc biệt chúng ta gặp những con dốc nghiêng rất là lớn như thế này, thì đối với cái sự an toàn thì đó là một trong những cái yếu tố luôn luôn chúng ta phải có một cái sự cảnh giác, đồng thời là có những cái sự chuẩn bị kỹ càng. Ví dụ chẳng hạn như là việc đầu tiên đó là khi đi những cái chuyến đi xa như này thì chúng ta nên chuẩn bị và kiểm tra tất cả những cái thiết bị ở trên xe, những cái chi tiết ở trên xe. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta phải đưa vào hãng để chúng ta kiểm tra phanh đầu tiên, dầu, nhớt và nước làm mát. Rồi thứ hai là chúng ta kiểm tra lốp sơ cua, những vật dụng để chúng ta thay thế lốp trong cái quá trình chúng ta di chuyển. Nhỡ may lốp bị nổ thì chúng ta xịt thì chúng ta có thể thay thế ở ngay trên đường. Đối với những cái mẫu xe đến từ Đức thì nó không có lốp sơ cua, lốp dự phòng, hay là những mẫu xe lắc A, lắc SA 2.0 nó không có lốp dự phòng, thì các bạn nên ra ngoài các bạn mua thêm những cái la răng, rồi một cái bộ lốp mới chúng ta để đằng sau để chúng ta dự trù cho những chuyến đi dài như thế này. Với những cung đường đèo núi như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những khúc cua tay áo, và những con dốc nghiêng khoảng tầm từ 5 đến 10 độ, 15 độ là chuyện bình thường. Và bên tay trái bên tay phải chúng ta nó là vực sâu, vực thẳm. Bởi lẽ vậy nên là chúng ta nên cẩn trọng và đi những giải vận tốc chậm và từ từ, không đi quá nhanh. Cái thứ hai đó là chúng ta nên quan sát ở phía đằng xa. Ví dụ chẳng hạn như quan sát ở phía xa chúng ta thấy những chiếc xe tải hay là những chiếc xe con, những chiếc xe ô tô đi đối diện, thì chúng ta nên chủ động, chúng ta thấy phần đường bên mình rộng chúng ta hãy né, chúng ta hãy nhường người ta trước đó, để tránh cái tình trạng đó là ở những cái khúc cua tay áo như thế này, cái độ rộng của đường nó không đủ để cho chúng ta tránh né nhau, thì nó sẽ rất là phiền và nó sẽ rất là gặp nhiều cái khó khăn trong cái quá trình di chuyển, đặc biệt là khi chúng ta gặp những chiếc xe tải ấy. Và một cái yếu tố nữa là đối với những mẫu xe mà có những cái chế độ lái khác nhau, đặc biệt là với số vô cấp, hộp số vô cấp, những cái chiếc xe mà có số tay, số sàn hay là có số vô cấp thì không nói rồi. Còn đối với những cái mẫu xe vô cấp, đặc biệt là với những chiếc xe mà trong phân khúc hạng A như thế này, thì các bạn nên chuyển sang chế độ L ở những cái vòng tua cao để chúng ta hạn chế được cái tốc độ, đồng thời là để hạn chế được cái việc đó là sử dụng bằng phanh chân. Và trong cái quá trình di chuyển như thế này thì tôi khuyên các bạn rằng là các bạn nên chỉ lái bằng một tay như này thôi. Ở trong những cái tình huống khúc cua tay áo chúng ta nên sử dụng bằng hai tay. Còn nếu như chúng ta đổ đèo ở những cái vòng cua nó ngắn như thế này thì chúng ta nên lựa chọn chúng ta sử dụng bằng một tay thôi. Và một tay bên phải của chúng ta thì chúng ta nên để vào phanh tay. Bởi vì trong những cái tình huống ví dụ chẳng hạn như là chúng ta đang phanh mà phanh không được thì chúng ta cũng có thể là kéo phanh tay lên, thì nó sẽ đảm bảo được sự an toàn và đồng thời là đó cũng là một trong những cái phương án cuối cùng để giúp cho chúng ta an toàn. Đó, các bạn có thể thấy là tôi luôn luôn để một tay trái của mình lên vô lăng như thế này, quan sát xung quanh. Mặc dù cảnh rất là đẹp nhưng chúng ta cũng không nên là thường xuyên ngó ra bên ngoài chúng ta xem cảnh. Và đối với những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đi theo sau những chiếc xe tải ấy, thì chúng ta hãy cứ bám đuôi, chúng ta luôn luôn bám đuôi những chiếc xe tải hay những chiếc xe con ở phía đằng trước, chúng ta không nên vượt vội. Khi nào mà người lái xe ở phía đằng trước người ta thấy được một cái quãng đường
cung đường phía trước nó thông thoáng và nó đủ để cho chúng ta vượt thoải mái, thì người ta sẽ tự động, người ta sẽ xi nhan phải hoặc là xi nhan trái để cho chúng ta vượt lên trên. Chứ chúng ta cũng không nên bóp còi hay là chúng ta xin vượt. Đây cũng là một trong những cái văn minh để đi xe ở trên đèo, và các bạn cũng nên nhớ điều đó. Và một cái thứ ba đó là đến những cái nơi địa danh như thế này thì người ta nói rằng là chúng ta nên phải có những cái tình huống đề phòng để phòng vệ và tự thân, chẳng hạn như là dao, kéo, gậy gộc, vân 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 vân, tùy. Cái đấy thì chúng ta nên để ở một cái vị trí nào đó, như là bên tay trái hoặc bên tay phải, để chúng ta dễ dàng có thể là phòng tránh được cái việc bị cướp giật hay là chấn lột trên những cái cung đường, cung núi cao như thế này.